và nói tới những cái tài liệu liên quan tới Ethereum giá có thể đạt bao nhiêu thì nhiều bạn cũng hỏi thường là thường nghĩ như thế nào về cái được tăng trưởng này giá Bitcoin có lên tới 100 000 đô hay không Ethereum sẽ tăng tới cái mức nào thì thường có một cái video đó chính là cái video 920 phần 3 thường sẽ để cái link ở trên cái phần bên trên video này các bạn bấm vào cái coi để có thể xem cái video này nhưng mà nào mà muốn thì có thể là lên trên Thuận Capital Youtube để mà tìm kiếm video 920 phần 3 Thì trong video này Thuận đã có một cách tính cho các bạn Là đối với Thuận Capital Thì Bitcoin có thể lên tới cái mức là 123.000 Đó có thể là cái giá đỉnh của Bitcoin trong đợt tăng trưởng này Và Ethereum có thể lên tới 8.620 Thì tại sao mà lại có hai con số này Các bạn hãy xem cái video 920 phần 3 để hiểu rõ hơn Bây giờ Thuận sẽ đi vào một thông tin khác Mà Thuận cảm thấy là rất thú vị Các bạn có biết là một sàn giao dịch Bitcoin rất là lâu đời ở Việt Nam đã bắt đầu hỗ trợ mạng lưới Lightning Network hay là không Đây là một sàn mà thường cũng không có rành đó chính là sàn VBTC như bài nào mà có sử dụng sàn này rồi thì hãy comment bên dưới Đây là cái sàn mà có CEO là Dominic Will Thì Lightning Network là một cái mạng lưới tầng 2 của Bitcoin Chúng ta nói tới rất nhiều về mạng lưới này năm 2017, năm 2018 Nhưng mà cái câu chuyện của mạng lưới Lightning Network này cũng đã bị nguội đi Các bạn thấy được là trước đây đó thì mọi người đều tiếp tục trông chờ Bitcoin trở thành một cái mảng à, thanh toán cho nên chúng ta chú, chú tâm vào những cái thông tin liên quan tới mạng lưới Line Network đây là cái giải pháp tầng hai thì thay vì tầng một của Bitcoin như cái tầng mà các bạn đang sử dụng bây giờ đó thì giải rất là chậm và phí cũng rất là cao tùy theo thời điểm nhưng mà mạng lưới Line Network đó là một mạng lưới mà ở tầng hai có nghĩa là khi mà các bạn sử dụng đó thì không cần phải xử lý ngay lập tức thì nói một cách đơn giản nó giống như là các bạn à, thay vì mỗi lần các bạn đi vào quán cà phê, các bạn mua cà phê xong thì các bạn trả tiền ngay lập tức. Thì quán cà phê xuất quá đơn như các bạn, các bạn trả tiền ngay lập tức. Thì đó là cách mà các bạn sử dụng Bitcoin bây giờ. Các bạn thấy được là các bạn bấm nút gửi thì các bạn lưới Bitcoin sẽ xử lý cái giao dịch đó ngay. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy được là nếu như các bạn đi vào một cái quán cà phê mà các bạn uống cà phê mà các bạn không cần phải tính tiền ngay hôm đó giống như là các bạn để ở đó các bạn ghi sổ lại thì mỗi một tuần mỗi một tháng các bạn mới thanh toán một lần thì sẽ đơn giản hơn tốn ít thời gian hơn thì mạng lưới bitcoin cũng như vậy nếu như mà các bạn có thể là giao dịch giống như là thuận với các bạn đi thuận và bạn giao dịch với nhau thì có khi các bạn gửi bitcoin cho thuận có thể gửi bitcoin cho các bạn nhưng mà trong một tháng đó có thể là thuận gửi các bạn các bạn gửi thuận liên tục nhưng mà tới cuối tháng đó thì trừ qua trừ lại coi coi là cuối cùng cái phần là dư ra đó là thuận thiếu của bạn hay là các bạn thiếu thuận thì lúc đó mạng lưới mới xử lý một lần một thôi thì đương nhiên là có thể giao dịch được nhiều lần mà mạng lưới rất, rất là nhanh không cần phải tắt nghẽn tại vì tất cả những việc đó không phải được giải quyết từng giao dịch mà đợi cho tới cuối tháng hay là đợi tới một lúc nào đó sau đó tổng cộng lại và xử lý cùng một lúc thì đây là cách làm của một cái mạng lưới Lightning Network này tất cả những giao dịch đó sẽ không được xử lý và xác nhận ở mạng lưới chính thức cho đến khi nào mà một trong hai người lựa chọn là đóng là giao dịch mà thôi đây là cách giải thích đơn giản về mạng lưới này Nhưng mà mạng lưới này thì cũng lâu rồi chúng ta không có nói nhiều về những cái thông tin Nhưng mà đây là cái thông tin liên quan tới sàn lâu đời nhất giao dịch Bitcoin ở Việt Nam Sàn VBTC, một sàn mà Thuận cũng không có đành Nhưng mà nào rành hãy comment ở bên dưới Và thật ra đối với Thuận, cái sự hứng thú đối với thị trường crypto ở Việt Nam là một điều rất là bất ngờ Như bạn cũng đã biết là khi mà Thuận bắt đầu làm Youtube ấy, Thì không phải là làm Youtube cho người Việt xem mà là thường bắt đầu làm YouTube tiếng Anh và lâu lâu thường có làm một hai cái video tiếng Việt nhưng mà thời điểm đó thì có rất là nhiều bạn ủng hộ cho nên cuối cùng thì thường cũng bỏ luôn channel tiếng Anh mà chỉ làm tiếng Việt mà thôi tại vì thường cũng không ngờ là có nhiều bạn ở Việt Nam năm 2017 lại có hứng thú rất nhiều đối với thị trường crypto này à, cho nên mới làm tới ngày hôm nay và đây cũng là một điều bất ngờ mà thường nghĩ là nhiều khi thế giới cũng khá bất ngờ. Khi mà về tới Việt Nam thấy cái cộng đồng người tội Việt Nam là phát triển mạnh như vậy. Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái thông tin à, kế tiếp đi. Thông tin này thường đã chia sẻ trên mạng xã hội đó là cuối cùng thì chúng ta cũng đã thấy được là Janet Yellen đã được confirm, được xác nhận bộ quốc hội bà ta sẽ là bộ trưởng Bộ Tài chính kế tiếp của Hoa Kỳ dưới chính quyền của Joe Biden và không những như vậy, Janet Yellen sẽ là người phụ nữ đầu tiên giữ cái chức vụ là bộ trưởng Bộ Tài chính. Thì Janet Yellen không phải là một cái tên mà quá lạ đối với nhiều bạn Trước đây Janet Yellen là chủ tịch của Cục Diễn ban của Hoa Kỳ Dưới cái chính quyền của Obama thì bây giờ trở lại để mà làm Bộ trưởng Bộ Tài chính Và chúng ta cũng đã nói tới rất nhiều về Janet Yellen Những cái video như các bạn thấy được là gần đây đã có ít nhất là ba cái video Thường chia sẻ rất chi tiết về Janet Yellen Như là cái video 931 phần 1 của ngày hôm qua là Janet Yellen đã nhượng bộ Bitcoin Trước đó nữa là cái video 928 À, về cái việc là Janet Yellen muốn ngăn chặn crypto chính quyền của Joe Biden và cái video 919 liên quan đến Janet Yellen nghĩ gì về Bitcoin thì các bạn thấy được là cái video ngày hôm qua cũng đã giải thích được là Janet Yellen cuối cùng cũng lùi lại một bước mà không có những cái lời phát biểu làm ảnh hưởng đến thị trường này tại vì trước đó vài ngày thì Janet Yellen đã nói là Bitcoin, crypto dùng trong những phạm pháp là chính nhưng mà trong video ngày qua thì giải thích là cuối cùng thì Trang Gia Linh cũng đã đứng chính lại là bà ta chỉ nghĩ là Bitcoin và crypto có thể dùng trong những việc pháp mà thôi chứ còn trên thực tế các bạn cũng đã biết là không có những bằng chứng nào cho thấy được là crypto và Bitcoin sử dụng chủ yếu trong những cái việc phạm pháp phần lớn bây giờ vẫn tiếp tục sử dụng đồng đô la các bạn nào có hứng thú thì có thể xem ba cái video này 928 phần 2, 919 phần 2 và 931 phần 1 ở trên channel của Thuận Capital Chúng ta bây giờ nói tới tiếp tục là chúng ta thấy rất nhiều và rất nhiều những cái công ty tiếp tục đổ tiền vào trong thị trường Bitcoin Các bạn thấy được là hôm nay thì chúng ta có thông báo là công ty Marathon đã đầu tư 150 triệu đô la vào trong Bitcoin đầu tư này là đầu tư trực tiếp chứ không phải thông qua những công ty như là công ty Tradescale Thông tin thì sau khi mà công ty Marathon này thông báo là đầu tư 150 triệu vào trong Bitcoin thì giá cổ phiếu đã tăng lên 7,7% thì chúng ta thấy được đây là một điều đã từng xảy ra trước đây khi mà chúng ta thấy được là những công ty như là công ty Michael Strategy và công ty Square khi mà họ thông báo là họ mua Bitcoin cho công ty thì cổ phiếu cũng tăng lên và chúng ta thấy được là sau khi mà có thông báo này thì chúng ta nhìn vào cái trang Bitcoin Treasuries đây là cái trang mà cho chúng ta biết là những công ty nào đang trên sàn lưu trữ bao nhiêu Bitcoin thì các bạn thấy là công ty Marathon đã đứng hạng thứ ba bây giờ công ty Marathon Titan Trip này bây giờ là có tổng cộng là 150 triệu đô la trong thị trường Bitcoin này với tổng số lượng Bitcoin là 4.813 Bitcoin có nghĩa là nhiều hơn công ty Square, công ty Square chỉ có 4.709 Bitcoin thôi nhưng mà đứng đầu bây giờ vẫn là công ty MicroStrategy với tổng số Bitcoin lưu trữ lên tới 70.784 và đây là cái số lượng Bitcoin đang nằm trong nhân khố những công ty này thì tại sao mà công ty Marathon này lại muốn mua Bitcoin thì công ty Meta nói họ mua 4.800 bitcoin này tại vì họ muốn chống lại lạm phát các bạn thấy được là trước đây thì nhiều công ty đó khi mà họ có cái số tiền dư mà họ muốn giữ đó để cho có cái gì cần họ có tiền để mà sử dụng ngay lập tức Thì nhiều công ty sẽ lưu trữ à, là đồng đô la Đứa cái công ty nào mà không biết là lưu trữ vàng, phần lớn là lưu trữ đô la và một số những loại tài sản khác nhưng mà phần lớn là họ lưu trữ đô la Tại vì đồng đô la thì dễ dàng di chuyển và có thể là sử dụng nhanh chóng Nhưng mà bây giờ đã có Bitcoin thì nhiều người lại sợ là đồng đô la sẽ mất giá Nhất là đổi đầu với cái sự in tiền liên tục trong thời gian qua và trong những năm tới đây cái sự in tiền cũng sẽ tiếp tục xảy ra và có thể tốc độ in tiền lại còn nhanh hơn nữa cho nên lạm phát khiến cho tiền mất giá là một điều không thể tránh khỏi vì lý do đó nhiều công ty bây giờ đã lựa chọn là lưu trữ bitcoin và công ty marathon đã tham gia vào những công ty đi đầu để mà lưu trữ bitcoin trên nhân khối của công ty và cổ phiếu tăng lên các bạn thấy được là đây là một điều mà giống như trước đây năm 2017 đó các bạn thấy là công ty nào mà nói là có liên quan đến blockchain thì cổ phiếu cũng tăng Thì bây giờ hầu như là công ty nào nói là mua Bitcoin lưu trữ thì cổ phiếu cũng tăng Các bạn thấy được đây là một trong những điều mà những công ty khác khi mà thấy bất cứ công ty nào mà nói bây giờ là hậu Bitcoin lưu trữ thì cổ phiếu tăng thì những công ty khác cũng có xu hướng lập theo Và nó sẽ dẫn đến một cái đợt copy FOMO vào trong thị trường này Mà công ty nào cũng muốn lưu giữ Bitcoin Thì nghĩ là chỉ sớm mà muộn mà thôi Cái list này đó cái danh sách này sẽ càng ngày càng dài hơn Thường nghĩ là trong thời gian từ đến cuối năm Danh sách này sẽ dài đến nỗi mà thường với các bạn sẽ không còn thời gian để mà tìm hiểu nữa Tại vì có quá nhiều và quá nhiều công ty lưu trữ Bitcoin Cho nên sau này thì nghĩ là công ty mà lưu trữ Bitcoin nhân khố là một chiều rất bình thường Và đương nhiên những công ty này lưu trữ Bitcoin thì những cái Bitcoin này đã không còn trên sàn giao dịch nữa Đây là một điều rất quan trọng đối với những người mà lưu trữ Bitcoin lâu dài cần phải hiểu được là số limitcoin này rời khỏi là rất lâu rất lâu chúng ta mới thấy số Bitcoin này trở lại những sàn giao dịch tại vì sao tại vì phần lớn những công ty này lưu trữ là lưu trữ lâu dài giống như là họ lưu giữ tiền mặt gì chỉ nào khi nào cần thì họ mới bán mà thôi chứ không phải là họ đầu tư để kiếm lời đây là nhân khố của công ty và chúng ta cũng nói tới một công ty khác cũng đầu tư vào thị trường Bitcoin này nhưng mà không phải đầu tư trực tiếp vào Bitcoin mà đầu tư vào cái quỹ đầu tư Grayscale GBTC đó chính là công ty Rothschild. Công ty Rothschild là công ty rất là lâu đời. Các bạn thấy là dựa theo Contagraph là công ty này là bắt đầu từ năm 1908 và họ đầu tư và cái quỹ Grayscale Bitcoin Trust đầu tư bao nhiêu thì họ đầu tư tổng cộng là 30.454 cổ phần của công ty GBTC. Đây là thống kê là tháng 12 của năm 2020 nhưng mà trước tới 2 tháng họ đã lưu trữ là 24.500 cổ phần rồi có nghĩa là họ tăng cái số lượng GBTC họ lưu trữ có nghĩa là cái cổ phần của công ty Rayscale trong cái quỹ BTC và một cổ phần của GBTC bây giờ là đáng giá trên thị trường là dưới 34 đô một ít có nghĩa là các bạn lấy cái con số mà được đầu tư ở bởi công ty Rothschild này là 30.454 cổ phần nhưng cho khoảng chừng là 34 đô cho một cổ phần thì bạn sẽ tính được là họ đầu tư bao nhiêu, con số cũng không có nhỏ. Đó chính là thông tin liên quan tới Rothschild, lại thêm một công ty lớn đầu tư vào thị trường này nữa.